Năm 2025, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy trong 3 đợt, mỗi đợt có từ 3 đến 4 kíp tại 30 điểm thi. Cụ thể, đợt 1 thi ngày 18 đến 19 tháng 1 năm 2025, ngày mở đăng ký từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 12 năm 2024. Đợt 2 thi ngày 8 đến ngày 9 tháng 3 năm 2025, ngày mở đăng ký từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2025. Và đợt 3 thi ngày 26 đến ngày 27 tháng 4 năm 2025, ngày mở đăng ký từ 1 đến 6 tháng 4 năm 2025. Ngoài các điểm thi trước đây, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ mở thêm các điểm thi tại tỉnh Lào Cai để hỗ trợ các em học sinh ở tỉnh vùng Tây Bắc. Năm 2025, trường có thể đáp ứng cho khoảng 75.000 lượt thi. Bài thi đánh giá tư duy vẫn gồm 3 phần thi: tư duy toán học 60 phút với 40 câu hỏi, tư duy đọc hiểu 30 phút với 20 câu hỏi và tư duy khoa học giải quyết vấn đề 60 phút với 40 câu hỏi. Tổng điểm của bài thi sẽ là 100. Kết quả của kỳ thi sẽ được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm 2024-2025.